Hello anh em nhé, chào mừng em đến với channel mình đang thích làm một tỷ và tựa game mình chơi tựa game Ngọc Rồng Online. Anh em nhớ đăng ký và like giúp mình để video mình dễ lên xu hướng nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, thì hôm trước thì có một cái bạn bạn ấy tên là Đoàn, thì bạn ấy gửi cho mình mượn cái nick 5x. Như hôm trước thì mình review cho anh em rồi, thì hôm nay bạn ấy đã gửi thêm cho mình một cái nick xay ra. Phải công nhận bạn ấy đúng là chuẩn dân chơi luôn, giàu quá giàu luôn anh em ạ. Và nick xay ra này tên là Đoàn Không Nạp anh em ạ, nick kia là Đoàn Không Ngáo, nick này là Đoàn Không Ngàn Nạp. Nghe nói thì bạn này bạn ấy là bạn Đoàn, thì bạn này bạn đang định cư bên 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 Nhật đấy sao anh em ạ. Nói chung bạn này rất là giàu anh em ạ. Đây cái BT này thì anh em biết là có số má rồi, Vina xanh thì khỏi phải bàn rồi. Ngày xưa thì một con ạc này thì gọi là khét tiếng trong lĩnh vực, gọi là đi phá úp mấy cả phá bot anh em ạ, gọi là khét tiếng luôn. Lúc nào trên kênh thế giới cũng Vina xanh đã tiêu diệt con này con kia kiểu thế. Thì hôm nay thì mình sẽ sâu cho anh em một con ạc tên là Đoàn Không Nạp mà bạn ấy gửi cho mình. Thì chắc chắn rồi, cái con ạc trước là Đoàn Không Ngáo đã vip cỡ thế rồi, thì Đoàn Không Nạp cũng rất là vip. Như anh em có thể thấy trên màn hình đây là 35% cộng HP cộng với cả 5% HP cộng 5% HP nữa. Tức là cái set đồ này set đồ 9 sao anh em, 9 sao nhá. Đấy. Vải thô 9 sao nhá. Quần thiên sứ này là cũng là 9 sao nhá. 5 sao bên trên và 5 sao và 4 sao bên dưới là 9 sao anh em ạ. Và cái quần này cộng 8 luôn anh em ạ, rất là vip luôn. Cái găng vải thô này thì cộng 7, xịt 59 lần anh em ạ. Cường hóa cũng là 9 sao anh em ạ, rất là vip. Cái giày vải thô này nữa cũng là 9 sao anh em ạ. Anh em này là vip cỡ kinh khủng tởm không. Cái da da này nữa 9 sao, bị rớt có 3 lần rồi ấy. Và bên đệ tử cái này là 7 sao, 7 sao anh em ạ. Áo là 7 sao, quần thì 6 sao thôi. Quần nhưng mà cộng cộng 7 là cũng khá là vip rồi. Găng thiên sứ thì cũng là 7 sao thôi. Nói chung là xét bên sư phụ ấy là đều 9 sao hết. Còn xét bên đệ tử ấy là 7 sao, duy nhất có cái quần này là 6 sao thôi. Nói chung là cũng rất là vip đúng không anh em? Quá là vip luôn chứ không phải rất là vip. Đây anh em thấy cái set 9 sao này thì nó cực kỳ là giá trị luôn. Phải nói là cực kỳ giá trị luôn anh em ạ. Ok, thì mình sẽ sâu cho em thêm nữa đến sách 9% HP tuyệt kỹ cấp 2. Anh em biết là kinh khủng cỡ nào rồi. Cái cải trang này thì 34% HP thì gần như là VIP nhất trong tất cả cải trang HP rồi. Mình nhớ cái cải trang HP, cái mình có mấy con ác treo trên shop ấy, cải trang chuột ấy. 20 mấy phần trăm HP nhưng mà nó được cái là 50% HP sau 30 giây thì phải. Nói chung cái trang đó là nó bá cháy luôn. À đây, cộng với cả cái giáp luyện tập là cũng là 9 sao anh em ạ. Cộng với cả cái cải trang này nữa. Đấy, hai cái cải trang này là HP cao nhất luôn. Cúp Euro 22% HP cộng với giảm sát thương nữa. Đài sen 10% HP, hổ 18% HP. Nói chung là đa số thì toàn là đồ HP thôi. À cả cái bông tài 9% HP, quá vip luôn anh em ạ. Quá vip luôn. Còn đây là đồ né đòn. Đồ né đòn thì chắc là bạn ấy cũng chỉ có một vài đồ né đòn thôi. Đấy, đồ né đòn đồ vớ vẩn mà còn là 6 sao anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem dương. Ngày xưa mà có cái cải trang này là quá là đẳng cấp luôn anh em ạ. Cũng phải 4 500 nghìn đấy, 2 tỷ vàng là 4 500 nghìn ngày xưa đấy. Mà chắc kênh thế giới có cải trang, chắc kênh thế giới là ngầu 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 nòi luôn đấy. Ngầu nòi luôn đấy anh em ạ, cực kỳ ngầu luôn. Ok, tiếp theo này. Áo thiên sứ 15% HP. Đây, còn cả cái quần này, con này thì không gì cả. Quần thiên sứ 15%, găng 15%, giày 15%, nhẫn 15% và cả thỏa, tức là còn có một set nữa là set sức đánh anh em ạ. Set sức đánh 15% sức đánh. Một set 5 sao sức đánh nữa. Nhưng mà ác này thì mình nghĩ là toàn chơi chơi HP thôi chứ không chơi sức đánh anh em ạ. Đây, tạm thời là 35 triệu HP mà chưa ăn một cái gì luôn là 35 triệu HP anh em. Anh em thấy kinh khủng tởm, bá cháy, tuyệt vời. Quách trần quách không? Đây anh em thấy không? 35% à 35 triệu HP khi mà chưa ăn một cái gì vào cả. Mình sẽ ăn cái tôm này trước nhé. Là cộng được cộng 5% HP trong vòng 10 phút anh em nhé. Mình thử ăn xem lên bao nhiêu phần trăm. 36 triệu HP anh em ạ. Bù huyết nữa, mình sẽ thử ăn tiếp xem là bao nhiêu. 80 triệu HP. Chưa khỉ và cũng chưa huyết sáo luôn anh em ạ. 80 triệu HP. Anh em thấy nó VIP cỡ nào, kinh khủng tởm không? Ok, mình sẽ đi về, mình sẽ biến khỉ lên cho anh em xem bao nhiêu HP nhé.
150 triệu HP. Khiếp. 300 triệu HP. Khi mà vừa khỉ, vừa bổ huyết, vừa huyết sáo là con ạc này được 300 triệu HP. Ngày xưa mình có con ạc 30 triệu HP, mình cảm thấy VIP lắm rồi. Vậy là 300 triệu HP, lần đầu tiên mình cầm một con nick mà nó VIP thế. Cảm ơn bạn Đoàn, bạn tin tưởng và đưa cho mình một con ạc gọi là quá là VIP, quá là đẳng cấp này đi. Bây giờ mình sẽ lấy cái khỉ, hồi khỉ luôn. Anh em vào đây để mà hồi cái skin ấy, để mà đi khỉ tiếp. Tí nữa hết khỉ mình khỉ tiếp được. Rất là VIP luôn anh em ạ. Ok, và mình xuống đài luôn. Mình sẽ đi đại hội siêu hạng để xem là mấy anh em ở trong đại hội siêu hạng này đấm mình có khác gì mỗi đốt ni lông hay không. Hạng 400. Ngày xưa mình rất thích đi đại hội siêu hạng này. Bởi vì sao? Bởi vì được ngọc. Cái thời đó là ngọc xanh anh em ạ. Mà mình cứ nọt top 100 ấy là mình sẽ được 5 ngọc xanh. Mình tính như này này. Bây giờ mình có, đợt tí đó mình có 20 con nick dương 11. Mà 20 con đều vào được top 100. Thì một ngày mình có bao nhiêu ngọc anh em biết không? 100 ngọc. 20 x 5 bằng 100 đúng không? Mà 100 ngọc đợt tí là anh em biết bao tiền không? 100 ngọc đợt tí là ngọc toàn độ khoảng x5, x6 gì đó. 100 ngọc có 20.000 rồi. Ngon quá. Cộng với cả đi doanh trại, cộng với cả đi ấy các thứ rồi là ngon êm rồi. Nhưng mà không phải ngày nào mà mình cũng mình tụt hạng liên tục ấy mà. Tụt hạng nhiều lắm. Nhưng mà mình vẫn thích đi để mà cày, để mà lên được hạng. Nhưng mà tụt hạng cũng nhanh lắm anh em ạ. Thế là tối mình lừa mình đi để mà mình lấy ngọc, 5 ngọc quý lắm, ngọc xanh mà anh em. Ngon lắm anh em ạ. À con nick này của nó thì là nó có hút máu anh em ạ. Nó đấm mình thì cũng mỗi nốt đi nốt thôi. Đây mình cho anh em xem này. Đấy 70 mấy triệu HP này. Đấm mình thì cũng mỗi đốt đi nốc thôi. Không vần gì cả. Nó đấm mỏi cả tay luôn. Không vần gì cả. Đấy cho đấm thoải mái đi. 76 triệu HP đấm hì hục đấm. Đấm chây cả tay. Mà có được 4 triệu HP. Thì anh em biết là đập đến bao giờ. Mà trong khi đó mình chỉ cần gồng lên một tí thôi, một giây thôi là bằng nó đấm cả buổi rồi anh em ạ. Không ăn thua. Cho thoải mái luôn. Cho đây là con nick này là con nick trái đất nhá. Là trái đất là anh em biết là đấm trâu rồi nhá. Đấy, bây giờ mình chỉ cần đeo thêm một tí đồ phản sát thương thôi là con này gọi là out trình luôn anh em ạ. Nhưng mà mình chỉ cần đeo khoảng 2-3 đồ phản sát thương thì HP nó cũng tụt, nhưng mà nó vẫn là gọi là trâu anh em, vẫn hơn. Ví dụ bình thường 300 triệu thì nó vẫn hơn 200 triệu bình thường anh em ạ. Vẫn VIP, vẫn trâu bình thường. Ok, thế hạng rồi. Bây giờ mình sẽ vào top 90. Đấy, ngày xưa mình chỉ mong vào top 100 thôi. Để vào được 5 ngọc thôi. Thế là tuyệt vời rồi. Ok, bây giờ mình sẽ... À, con này nó có hút máu anh em ạ. Nó hút máu. Đây, thôi kệ, nó hút máu thì mình kệ cho nó đấm đi. Mình kệ cho nó đấm. Đấy, anh em thấy nó đấm cũng trâu ấy chứ. Nó đấm cũng sót đấy chứ. Nhiều mỗi tội là con này nó quá trâu HP rồi nên là nó cũng chả vần gì. Để cho đấm thoải mái. Đấy anh em thấy nó đấm cũng trâu chứ không phải là đấm cùi đâu nhá. Đấm cũng được đấy. Nhưng cho đấm thoải mái luôn. Đấy anh em thấy có xin nhê đâu và cũng có mất máu nhiều đâu. Có ăn thua gì đâu. Anh em thấy. Thôi bây giờ mình sẽ kệ cho nó đấm nhá. Mình kệ cho nó đấm. Tí nữa mình gồng lên nhẹ phát thôi là tuyệt vời luôn rồi anh em ạ. Nó đầy máu luôn. VIP luôn. Mình đi pha cốc cà phê về mà nó đấm vẫn còn 40 triệu HP. Mình gồng gái nó lên 80 triệu HP rồi. Chán chả muốn cho nó đấm nữa. Bây giờ mình đi test HP bằng cách là vào cái bản đồ kho báu cấp 110. Mà anh em biết cấp 110 là gọi là cấp VIP rồi. Cấp VIP nhất rồi. Ở bản đồ kho báu nó cấp VIP nhất rồi. Mà anh em vào anh em thường phải tuyển say ra để mà nó chói. Không thì nó bắn một phát là đứt rồi. Chói để mà gì? Để mà anh em úp đệ tử. Vì nó úp đệ tử trong này nó nhanh. Thì bây giờ mình sẽ vào đây mình làm cái bao cát. Để cho nó, cái con quái trong này nó bắn. Xem là mình nghĩ là có cần để chói không. Hay là con nick này là đủ làm bao cát rồi. Thoải mái rồi. Cần phải dùng chói không. Đây mình sẽ cho anh em xem. Đây mình sẽ ôm ba con đi. Mình ôm ba con trước. Tận AK thì ôm ba con trước. À,
nó bán cũng thốn phết anh em nhá, bán thốn đấy, nhưng mà không xin thuê so với cả cái con Nick VIP như này. Xét đồ 9 sao mà anh em, xét đồ 9 sao là rất là VIP mà anh em ạ. Đấy, bạn ấy gọi là thừa tiền, gọi là người thừa tiền anh em ạ, thực sự luôn. Đây, bây giờ mình sẽ xuống đây để mà đợi cái tái tạo năng lượng gồng để mà mình đi test thử cái con boss siêu quái ở đây, thử xem nào siêu quái đấm còn xin nhê hay không, có xin nhê hay không ở Naga. Đấy, mình khiêu chiến với nó, nom dom thì làm xét. Ok, 300 triệu HP rồi. Đấy, cho nó bắn thoải mái. Con siêu quái thì bắn thốn anh em nhá. Bắn 5 triệu phát đấy, 4-5 triệu phát đấy, không phải đơn giản đâu, bắn thốn luôn đấy. Bắn thốn luôn đấy, nhưng mà không ăn thua gì so với cả 300 triệu HP của con đoàn không nạp. Mà nói là không nạp thôi thì anh em biết đến này, chắc mình nghĩ chắc phải nạp cả 100 triệu ấy. Nhiều 100 triệu chứ không phải 100 triệu. Bây giờ mình sẽ đi khiêu chiến với cả tất cả những con boss, à những con quái ở trong cái map này, để mà xem ôm cả map luôn. Với 300 triệu HP ôm cả map. Bây giờ là 150 triệu HP, ôm cả map luôn. Thử xem là bọn này bắn xem thế nào. Bắn thốn phết đấy anh em, nó bắn thốn chứ không phải không thốn. Những nick bình thường vào đây nó bắn cho phát nhảy ngược lên ngay. Con siêu quái bắn cho phát nhảy ngược vỡ khiên luôn. Rất thốn. Nhưng mà so với cả siêu phẩm đoàn không nạp này thì không xin nhê anh em ạ. Đây, mình sẽ khiêu chiến với cả map luôn. Đây, tắt AK đi để mà xem nó bắn. Anh em thấy đây, 149 triệu HP, bắn tẹt bô luôn. Đây, anh em thấy nó bắn thốn chứ không phải không thốn nhá. Nhưng mà không ăn thua gì so với cả cái số HP cũng như cái số tái tạo năng lượng mà nó hồi lại HP cho con ạc đoàn không nạp này. Anh em thấy kinh khủng tởm không? Con này nếu mà nó mà đi BK ấy, thì mình nghĩ rằng nó phải chấp nguyên với cả vài con. Anh em thấy là mình thử không có khỉ xem là nó có ôm được không. Cố lên, còn 4 giây thôi, cố lên. À, không có khỉ thì không ôm được anh em ạ. Không có khỉ không ôm được. Nếu một con 5x mà đấm được 5 triệu một phát thì mình nghĩ là đấm cả hài luôn, vì nó bằng con siêu quái này thôi đúng không. Nó cũng chỉ bằng con siêu quái này, mà con siêu quái này bắn nó cũng 4 triệu, 6 triệu, 6 triệu mấy này. Đấy, 6 triệu mấy này. Mà con siêu quái đấm nhanh chứ không phải bắn nhanh phết chứ không phải đùa. Thì cũng bằng con siêu quái thôi, búp tí là nên. Nếu mà con 5x mà đấm tầm khoảng 5 đến 7 triệu, đấm con này cả ngày không đi luôn. Cả ngày không đứt luôn. Mà đấm 5 7 triệu là nick VIP nha anh em nhá. Đấm 1 triệu đã là VIP rồi, 5 7 triệu nick VIP nhá. Nói chung bạn đoàn này là một đại gia và chịu chơi, mình công nhận điều đó. Anh em nhớ ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.